Thảm án mùng 1 Tết, hàng chục người chết, chính quyền bịt kín thông tin. Đêm giao thừa, khi cả làng đang vui mừng đốt pháo, không ai ngờ rằng tiếng súng cũng đang lẫn vào tiếng pháo. Sáng hôm sau, mọi người đi chúc Tết nhau mới kinh hoàng phát hiện 11 người của năm gia đình đều không còn ai sống sót. Sự việc còn chưa kết thúc, sáng mùng 1, hung thủ tiếp tục quay lại và giết thêm 10 người nữa. Đây là vụ án chấn động khắp Trung Quốc mấy ngày vừa qua. Thế nhưng ngay sau đó, các trang báo đại lục đều đồng loạt bị gỡ bài. Thông tin trên mạng cho biết, hung thủ có nhiều người, một người trong số đó là sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm bị sa thải. Hắn dùng dao đâm hai người ngay trước cổng một gia đình làm trong chính phủ. Máu chảy đầy trên mặt đất, rồi ẩn mình cho đến khi đám đông tụ tập lại xem. Khi xe cứu thương đến, tiếng súng tại hiện trường vang lên, ít nhất 40 người bị bắn, 21 người chết và hơn 20 người bị thương. Một hung thủ nữa là một người khuyết tật, hoàn cảnh gia đình không tốt, anh ta làm việc trong làng. Ông chủ không trả lương, trong nhà ông chủ có người làm quan chức, nên anh ta mãi không đòi được tiền mà còn bị tống vào tù đến 2-3 năm. Ôm lòng bất mãn, sau khi ra tù anh ta đã giết cả nhà ông chủ để trả thù. Chỉ có cô con gái vì đi học xa nhà nên mới may mắn thoát chết. Sáng ngày 12 tháng 2, kênh ifan.com đưa tin, cho biết thảm án này xảy ra ở huyện Cử Tỉnh, Sơn Đông. Một người đàn ông họ Lý ở làng Trạch Khoa xác nhận thông tin lan truyền trên mạng là đúng sự thật. Ông nói rằng, khoảng 8-9 giờ sáng ngày 10, nhiều cảnh sát đã đến làng và được biết có một vụ án mạng. Nghi phạm và nạn nhân đều là dân làng Trạch Khoa. Nghi phạm là một người đàn ông, trước đây ông nghe nói người này từng ngồi tù. Một quan chức địa phương ở huyện Cử tiết lộ với tờ iFan rằng, vụ án này có hơn 10 nạn nhân và nghi phạm đã bị khống chế. Nhân viên của chính quyền huyện Cử và Cục Công an từ chối cung cấp thông tin với lý do chờ thông báo chính thức hoặc thông cáo thống nhất của các cơ quan liên quan. Trong số đó, một nhân viên của Cục Công an cho biết, vụ án liên quan đến bí mật nội bộ của chúng tôi nên tôi không thể cho bạn câu trả lời. Sau đó bài báo trên đã bị xóa. Một số kênh truyền thông chuyển tiếp bài báo này nhưng cũng nhanh chóng bị xóa. Tuy nhiên, một số hình ảnh, video và ảnh chụp màn hình đã được tải lên mạng xã hội nước ngoài vẫn được giữ nguyên. Một người dân địa phương đã xác nhận vụ việc với phóng viên The Epoch Times và kể một số chi tiết. Cô nói rằng hung thủ có ít nhất 3, 4 hoặc 5 người và hiện tại có 2 hung thủ đang lẩn trốn. Cảnh sát sẽ không cho phép thông tin này được tiết lộ ra bên ngoài. Vì thế cô rất sợ hãi và không dám ra ngoài. Khi phóng viên phỏng vấn, cô cũng nghe thấy tiếng còi báo động của xe cảnh sát đi qua làng. Cô nói, hung thủ ra tay vào đêm giao thừa vào ngày mùng 1 Tết khi cả làng đang đốt pháo hoa, nhưng làng không ngờ rằng tiếng pháo sẽ lẫn vào tiếng súng nổ. Đêm hôm đó, 11 người của năm gia đình đã thiệt mạng. Cả năm gia đình đều không còn sống. Không ai biết gia đình nào bị sát hại đầu tiên. Sáng ngày mùng 1 đầu năm mới, hắn quay lại và giết thêm 10 người nữa. Hiện tổng cộng đã có 21 người thiệt mạng, còn có người đang được cấp cứu. Khẩu súng mà kẻ sát nhân sử dụng là súng săn hoặc súng tự chế. Một bác sĩ ở làng Trạch Khoa gần hiện trường vụ việc đã nhanh chóng tới cứu người sau khi phát hiện sự việc, nhưng cũng bị bắn chết. Bác sĩ còn rất trẻ và có một đứa con ở nhà. Ngoài ra hung thủ còn giết chết 2 cảnh sát. Dân làng biết có người bị sát hại khi họ đi thăm chúc Tết vào sáng hôm sau. Đến trưa công an mới tới, cô cho rằng công an muốn trấn áp sự việc nhưng không ngờ nó lại lan truyền ra ngoài. Điều mà cô cảm thấy khó hiểu nhất là hai kẻ sát nhân vẫn chưa bị bắt. Cô nói rằng nhà của nạn nhân có camera nên việc tìm ra kẻ sát nhân sẽ không khó, thế nhưng đã 3 ngày rồi vẫn chưa bắt được. Bạn của cô là một trong các nạn nhân, nhưng khi cô yêu cầu được kiểm tra camera thì công an không cho.